đi ngủ đi. Mình ngủ rồi thì ngủ đi. Bà lấy quần áo bà đi bệnh viện đi khám thôi mà, bà đi khám thôi. Lấy quần áo làm gì Bi? Bi lấy quần áo đây làm gì? Nhà mình về ngoài rồi. Hỏi được. Sao nằm đây buồn này? Bibi ơi, bà đi đâu đấy? Bibi. Bibi ơi. Bi ở nhà mình quen mà. Ba đi gặp bác sĩ, bác sĩ chữa bệnh cho ba. Hôm ba khỏi thì ba lại về. Ba chơi với Bi nhé. Ra đây. Bi. Xíu thôi ba về mà.
ba đi làm bác sĩ ba mình khỏi rồi chứ. Nhà ba về ba thấy Vi khóc ba buồn lắm đấy. Đi nào. Bi còn nhớ chị không? Từ hôm bị ốm đến giờ chị mình đến đi, còn nhớ không? Bi còn nhớ chị không? Giờ này Bi có ăn nhiều không? Có ăn được ngon không? Bỏ sang cũng ngủ ạ, ôi trời. Hôm trước đi bố đưa đi chơi có vui không đấy? Hả, có vui không? Đi chơi cùng cả nhà đấy. Đi chơi về xong có hướng ăn hơn không? Uống nước sữa rồi, bác sĩ bảo uống nước sữa rồi, vui rồi nhé. Bụng mình khỏe rồi nhé. À, lần sau đi chơi chị đi cùng Bi nhé. Lần sau cả nhà đi chơi nhà chị đến đi chơi cùng Bi nhé. Đi cắm trại. Rồi đưa Bi đi siêu thị nhé. Đi ra công viên chơi, đúng không? Hôm nay Bi có muốn ăn gì không? Muốn ăn gì không? Hay đi ngủ? Các con ngủ chưa? Con ngủ chưa? Ngủ chưa? Ngủ đi. Ngủ một giấc là ba về ôm chung. Ngủ rồi nhá. Ngủ đi. Ngủ đi. Ngủ đi ngủ một giấc là ba về. Ngủ đi. Đi ngủ đi, con ngủ rồi thì ngủ đi.